Kính thưa quý vị, mới đây Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia. Sản phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Lasva, địa chỉ xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, nay đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma, địa chỉ thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, tự công bố và sản xuất sản phẩm. Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, địa chỉ khu 11 thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cục An toàn Thực phẩm đã yêu cầu các doanh nghiệp nêu trên tiến hành thu hồi sản phẩm, thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thủy, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình kiểm tra, giám sát việc chấp hành của công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia. Thông tin về sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia, số công bố 0101/TBBS/XNCB/2020, quy cách 30 gói một hộp. Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, địa chỉ khu 11 thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, sản xuất tại nhà máy dược mỹ phẩm Lasva, địa chỉ Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội. Trước đó, một bệnh nhân nữ 37 tuổi ở Hà Nội bị hôn mê co giật sau 4 ngày uống cà phê giảm cân. Bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở sau đó hôn mê và co giật. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy não bị tổn thương. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kết quả giám định của Viện Pháp y cho thấy trong loại cà phê giảm cân bệnh nhân có sử dụng có chất sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm đến sức khỏe người dùng. Sibutramine có nhiều độc tính và tác dụng phụ, nguy cơ biến chứng về tim mạch, đặc biệt là đột quỵ và nhồi máu cơ tim, cho nên cả Mỹ và châu Âu đã ngừng sử dụng từ năm 2010. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.